Rồi chào cả nhà ha, thì hôm nay mời cả nhà cùng theo chân của Đen Lúa Miền Tây mình đi tham quan khu nuôi ếch của ông cậu Năm gần nhà mình nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video. Mông ếch này được mấy tháng rồi cậu Năm? Một tháng 5 ngày các bạn, mà ếch nó ngon lắm nè các bạn. Nè ếch kêu gần nè. Bên ngoài thì cậu Năm có nuôi cá dồ nè. Cá dồ này thì cũng tháng mấy à? Ở đây hiện tại thì nó có 2, 4, 6, 8, 1. Hiện tại con Năm đang cho ăn nè. Tháng mấy à, có lý quá rồi. Tháng mấy là có lý rồi. Ê. Cái giò nhiều. Cái giò này cũng tháng mấy luôn không Năm? Cái giò cũng tháng mấy luôn. Thả trước là theo. Ngàn ba bao. Ăn này mấy ly rồi? Thức ăn này mấy ly rồi? 10 ly hả? Ngày này cỡ lớn nhất rồi phải không? Anh đợi đó. Nó quay trên nhà anh Tấn đến ếch bự lắm. Đã lắm. Bự hơn nhiều. Chuẩn bị vài bữa nó xuất chuồng. Quay im rồi. Bên kia cho ăn rồi hả? Bên kia cho ăn rồi hả? Bên kia cho ăn chưa? Quay. Hiện tại bây giờ cũng khoảng 4 giờ mấy chiều các bạn. Đây cậu Năm đang cho ăn cử 2. Sáng cho ăn một cử, chiều cho ăn một cử. Đó, ở bên ngoài là cái đồng ruộng phía sau nhà mình nha. Dạ. Đấy. Đây. Ruộng này cũng được ngon mát. Đây có cái chiếc xuồng. À, thức ăn này đẩy trong cái xuồng nha. Tám mùng à? Tám mùng. Tám mùng ha. Này, cái này lưới giăng chim hay vậy? Này lưới giăng chim phải không? Này lưới giăng chim phải không? Ăn đừng cho nó vô nó ăn ba cái con hả? Cái căn lưới này thì nó vô nó không có vô được. Vô nó cũng vướng. Còn mùng nhiều mấy ngàn con Năm? 10.000 con. Hồi lúc thả ha. Lúc thả. À, thì mình vớt ra ấy rồi. Dưới này có cá thường các bạn. Cá thường nó đang cái ao này cũng rộng. Hồi đó thả bao nhiêu ngàn cá dột? 10.000 cá dồ con. Ừ. Cá dồ không? Thấy thử coi. Ồ, lên ăn quá trời luôn kìa. Dầu này cũng tháng mấy luôn hả? Ồ, nó ăn hết ham. Ồ, nó dạng ghê luôn, lại nghe ông luôn kìa.
hai bữa chỉ chân ha. Ngày hồi ấy ông bắt số cá giò, mua số cá giò lớn á để vô á, cho nó mấy con ếch bệnh rồi thấy ra mình ăn lơ cho nó ăn luôn. Dọn cái đè bánh mình làm gì? Dọn cho nó trống trải bị thúi đè. Đè lục bình bánh. Đây các bạn, cá giò lớn ha, nó ham. Để mình đi vòng đi coi cô lắm mình cho ăn tiếp. Cái này bình quân nó mấy tháng nó mới xuất cái bầy cô lắm, xuất bầy hết á. Hết, hết này bình quân mấy tháng nó mới ra bầy cả bầy. Là được tháng mấy ha, có lý quá nè. Nè giá nhiêu rồi? Đây cái chiếc xuồng này để mình gói thức ăn cho đó cái mình không cái xuồng này thì mình cho thức ăn cho đó. Mình đi ra giữa mình cho ăn các bạn. Đây tối nắng này nhìn đẹp nè. Buổi chiều rồi. Rừng luôn. Thấy ở đây nắm rồi. Thấy dài dài qua đây bên đây nắm rồi. Bên đây nè con Lâm. Ừ cao lên. Ừ. Thấy con nắm cao cao lên cho cá dồ. Ừ. Rồi. Trời. Rồi được rồi. Về sao? Sao à? Tết này ít lựa ra đó phải không? Tết này ít lựa phải không? Ừ, để nó ra nhỏ ra. Mấy em nhỏ dạt lại. Mấy thấy cũng bự hả? Ừ. Vậy nó không bị lốt. Hả? Chuyện lựa ra vậy nó không bị mấy người kia nó ăn hiếp. Ừ. Vậy mà cũng lựa mà ăn nhất mớ nữa nè. Vô đây một ít lớn bên đây. Hả? Một ít lớn bên đây. Bên đây một ít nhỏ. Vậy chừng nào mới bơm xả nước vô? Bơm nãy rồi đó. Luôn rồi ha. Bây giờ bơm nào, bơm giờ không có nữa. À. Còn ngày bơm mấy cỡ nước vô xả nước đó. Đợi ta bơm sạch tiếp. Nói chung là cái này mà bơm cho nó sạch đè hả con Năm? Ừ. Bơm cho sạch đè phải không? Ừ. Ăn nhìn nó tham. Bên ngoài thì cá dồ nữa mà, cá dồ này cũng chừng tháng mấy rồi, cá dồ nhỏ. Ngoài mà ăn đợi
nhà mình bên đó nha, nhà mình kế bên đây, mấy đứa cháu đang chơi. Dính đường đâu ớt là bệnh ha. Rồi chắc mình cũng xin phép dừng video ở đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Thì đây là toàn cảnh khu mà nuôi ếch của cậu Năm Vui ở gần nhà mình ha. Để mình quay cho bạn xem. Rồi thì mình cũng xin phép dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.